chồng A Phu, lập vợ chồng A Phu mất văn thình nhặt đặt phẩm vợ chồng em phụ như sau sự nghiệp sáng tác của nhà văn Tàu Hoài Thính đến nay đã ra đời thế kỷ. Ông là tác giả của hàng trăm đầu sách hàng nghìn bài báo với những thể loại phong phú và đa dạng nhau. Là cây cột phép xuôi có số lượng tác phẩm đồ sổ vào bậc nhất là một nhà văn ông am hiểu về phong tục tập quán các vùng miền ta nhận thấy nếu như thua nhỏ các em nhớ đến tên tuổi của nhà văn Tàu Hoài và tập truyện đó là gì men phiêu lưu ký một tập truyện gói đầu sự một tối mỗi chúng ta thì vào những năm tháng phải vắng lại cuộc thế kỷ trước mưa yêu văn chương lại xôn xao nhắc đến tên tuổi của nhà văn Tàu Hoài và tập truyện tây bắc bồng bồng bồ bà ta đốt sóng cứu đất cứu mừng mừng dân và vợ chồng em cùng với vợ chồng A Phu là linh hồn của toàn bộ thiên truyện này truyện được giải thưởng văn nghệ của hội nhà văn Việt Nam viết về đề tài đi núi tây bắc đến thời điểm này vợ chồng A Phu vẫn là một mốc son thách thức ngày với chính tên tuổi của nhà văn Tàu Hoài chuyện xoay quanh một cô gái người mèo mèo hồ tên là Mi trong quá trình tư giải cô lấy chính từng vài giờ người khác khỏi thương tiền thần quyền và tiền quyền quyền.